không phải mua đồ ăn để săn cá này, ném cho cá ăn. Cá to nhỉ. Đó là thế nào mà ít ít người chợ câu cá. Đông rồi, nếu hẹn thì hẹn được thật đông rồi, ăn ăn cho nó hết. Đầu rồi, cứ đầu đuôi rồi chém vứt. Lấy gì thịt nhiều ăn chả hết rồi. Ừ. Nhưng mà cái đầu nó cũng ngon mà, đầu nó hấp lên ấy. Nhưng mà bác bảo là ăn không mình cái sườn với cái mình của nó ăn của cá hết được ấy. Còn được. Được cái có thằng em ngày trước nó làm nhà hàng. Nó làm nấu ăn ngon. Nó nấu ăn rất thích nhậu nhưng mà lại không uống, không uống nhiều bia. Bữa chỉ uống 2 lon thôi. Thay thì tao, tôi uống 2 lon say rồi. Còn có thằng đi cùng thằng đấy thì uống được lần. Đi. Đây. Ra đằng này. Kiên vịt hay cá chết nổi không nhỉ? Phải cá không? Gì?